Ê, hỏi em nhé chị nhé. Em đi ô tô Hải Dương xin kính chào toàn thể quý khách nhé. Trong buổi trưa ngày hôm nay thì em Hương lại lên sóng và báo giá rất là nhiều những dòng xe đang được chào bán bên em ạ. Em chào bác Hữu Mai này, chào anh Nguyễn Dũng này. Số hotline em Hương sẽ ghim ở đây ạ. Số hotline em Hương sẽ ghim luôn ở đây nhé, 0354602790. Bác nào đang quan tâm về mẫu xe nào thì có thể kết nối trực tiếp với địa chỉ bên em, 51 Thanh Xá, Ninh Hồng, thành phố Hải Dương ạ. Em chào anh Hướng Phương này, thả tin, thả like và chia sẻ nhiệt tình cho em nhé. Rất là hoan hỉ cũng như là trộm vía trong buổi trưa, buổi sáng ngày hôm nay. Thì từ sáng đến giờ em Hương đã chốt 5 chiếc xe thành công rồi các bác ạ. Một chiếc xe mui trần BMW này, một chiếc xe Kia Morning này, hai chiếc xe Innova 2011 và 2015. Và một chiếc xe nữa cũng là dòng xe i10 nhé, Kia Morning màu đỏ này. Ngày hôm nay em Hương đã chốt thành công 5 chiếc xe rồi. Thả tim, thả like và những lượt chia sẻ mới cho em nào. Từ sáng đến giờ chốt thành công 5 chiếc xe rồi. Em chào anh Giai Trương Kết này, chào bác xưởng may Thu Tính này. Quan tâm mẫu xe nào thì kết nối Zalo cho em. Vios 2018 này có này, Kia Morning số sàn, Kia Morning số i10 số tự động em cũng đều có luôn nhé. Quan tâm mẫu xe nào cứ để lại số điện thoại. Em chào bác Dương Thủy này, chia sẻ nhiệt tình lên cho em Hương, lên các trang cá nhân hội nhóm của em nhé. Rất là nhiều xe đang được chào bán bên em này. Em chào anh Giai Dương Kết này, chào em Hương xinh đẹp, cảm ơn anh rất là nhiều nhé. Quan tâm mẫu xe nào thì cứ thả tim, thả like, chia sẻ nhiệt tình lên cho em. Vios 2018 em có này, Accent số sàn, số tự động em cũng đều có luôn. Chào bác Xuyên Hằng, chào bác Khù Khờ Nhất Khu nhé. Lần nào đọc tên của bác em cũng vẫn cười luôn. Chào anh Lê Trung Hiếu này, full tiền một chiếc xe Kia Morning 135 triệu. À cọc thôi, em này mới là cọc thôi. Còn full tiền Kia Morning 2014 màu đỏ này, mui trần BMW số tự động đẹp, cũng đi lấy chồng rồi. Buổi sáng ngày hôm nay lại full tiền thêm hai chiếc xe Innova 2011 và 2015. Bên em còn Innova 2010 nữa các bác nhé. Đợt này em về khá là nhiều xe. Quan tâm mẫu xe nào thì cứ kết nối qua Zalo cho em, 0354602790, để được em Lê Hương tư vấn ạ. Em xin phép được quay sang cam sau luôn các bác nhé, để đi báo giá, buổi báo giá ngày hôm nay. Chào bác Phùng Phương, chào bác Trọng Đình, chào bác Long Giang nào. Thả tim, thả like, chia sẻ nhiệt tình lên cho em đi ạ. Rất là nhiều mẫu xe đang được chào bán bên em nhé. Em mới về thêm một chiếc xe Captiva số tự động đời 2010, đăng ký lăn bánh lần đầu 2011 với lớp sơn màu đen đẹp, mà giá chỉ có 299 triệu thôi. 299 triệu là các bác có thể mua cho mình một chiếc xe Captiva rồi. Em chào anh Tuấn Hùng nhé, chia sẻ nhiệt tình lên cho em được không ạ? Rất là nhiều xe luôn. Đi ra bên ngoài này, lắng quá luôn. Đây ạ, chiếc xe BMW biển 51, một chiếc xe phân khúc cửa mui trần nhá. Chiếc xe mui trần này là em đã có khách rồi các bác này, đi lấy chồng rồi. Một chiếc xe mui trần phù hợp với những bác nào mà thích kiểu phong cách này, có thể đi dịch vụ hoa cưới hỏi này. Thì hôm nay em full tiền rồi các bác nhé, full tiền rồi. Em đang chuẩn bị về thêm một chiếc xe BMW mui trần như thế này nữa nhé. Còn chiếc này là hôm nay có khách rồi này. Hôm nay em còn mới về thêm một chiếc xe Kia Morning nữa đây. Thả tim, thả like, chia sẻ nhiệt tình lên cho em đi ạ. Rất là nhiều xe đang được chào bán bên em. Một chiếc xe của dòng Kia này, mới về thêm một chiếc xe Kia màu sữa thì rất là đẹp luôn nhá. Nhưng mà em chưa cập nhật được giá rồi, chiếc này em xin phép bỏ qua này. Đằng sau chiếc xe Kia Morning là có một chiếc xe Chevrolet Cruze. Chevrolet Cruze bản sedan 2 đầu với lớp sơn màu đỏ mận rất là đẹp luôn. Em này em Hương đang chào bán với giá là 245 triệu cho chiếc xe Chevrolet Cruze. Cruze số sàn, động cơ trang bị 1.6, lớp sơn màu đỏ, bản sedan 2 đầu.
giá chào bán 245 triệu cho một siêu phẩm Chevrolet cờ đuôi các bác nhé. Màn hình đầu đài nguyên bản theo xe, túi khí an toàn, nước sơn màu đỏ đẹp cho những bác nào hợp phong thủy màu đỏ này. Số sàn tẩu thuốc đầy đủ cho em, vô lăng thiết kế 3 chấu này, có túi khí an toàn rồi, la răng thể thao và phanh ABS. Một chiếc xe cờ đuôi màu đỏ này, cờ đuôi đợt này em về vừa có sàn vừa có tự động luôn các bác nhé. Vừa có sàn vừa có tự động luôn. Mà giá chào bán chỉ có bao nhiêu? 245 triệu. Thả tim, thả like, chia sẻ nhiệt tình lên cho em đi các bác ơi. Bà chủ xinh quá, cảm ơn bác Xuyên Hằng này. Chào bác Long Giang, chúc Lê Hương chốt được thành công buổi live. Em cảm ơn anh rất là nhiều. Chào em nhé, chúc em buổi chiều buôn được nhiều khách nhé. Từ sáng đến giờ là chốt 5 khách rồi các bác ơi. Phun tiền hai chiếc xe Innova 2015 và 2011 và một hai chiếc xe Kia Morning cộng thêm một chiếc xe BMW mui trần các bác nhé. BMW mui trần là đã đến ngày đến tháng là em nó đi lấy chồng rồi. Em chào anh Licutin này, chào bác Vũ Thanh Tuyền. Ở đây có bác nào thích dòng xe Kia Cerato không ạ? Kia Cerato nhá các bác nhé. Nhìn nước sơn màu đỏ cực kỳ đẹp luôn. Kia Cerato nhưng em này là form hatchback Kia Cerato với nước sơn màu đỏ đẹp. Đèn halogen có này, đèn gầm có, biển 12, phanh ABS xi nhan trên gương đầy đủ cho em. Kia Cerato số tự động đời 2012, động cơ trang bị 1.6 bản nhập khẩu này. Rất là hiếm khi về được dòng xe Kia Cerato như này nhé. 365 triệu là giá em đang chào bán cho chiếc xe Kia Cerato đây ạ. 365 triệu các bác ơi. Chốt trên livestream ngày hôm nay còn 355 triệu cho chiếc xe Kia Cerato 2012 bản hatchback, phím mở một trạm thông minh, điều hòa auto tự động này, đầy đủ đồ chơi công nghệ rồi, có màn hình đầu đài đầy đủ, có đầu DVD nhé. Số tự động đẹp cho chiếc xe Kia Cerato của em Hương đây, 365 triệu. Chốt trên livestream ngày hôm nay bản hatchback Kia Cerato này. Hai vợ chồng nhà mình đều có thể đi được chiếc xe này các bác ạ. Form dáng nhỏ gọn xinh luôn, đỏ đẹp quá. Cảm ơn bác Giang Hân nhé, mới về luôn. Chiều ngày hôm qua chưa có đâu, sáng ngày hôm nay mới cập nhật này. Xe từ dân ra rất là đẹp luôn. Cảm biến va chạm phía sau, cam lùi đầy đủ cho em rồi. 355 triệu là giá em chốt trên livestream ngày hôm nay cho chiếc xe Kia Cerato số tự động đời 2012 bản nhập 1.6 này. Đằng sau Cerato là cờ đuôi với em có quay rồi. 2011 số sàn 1.6 em đang bán là 245 triệu. Chốt trên livestream cũng chỉ có 235 triệu thôi. Giá trên livestream bao giờ cũng là ok nhất nhé. Em chào anh Nguyễn Doãn Hiền này, chào bác Long Văn Thắng nào. Thả tim, thả like và những lượt chia sẻ mới nào các bác ơi, rất là nhiều xe đẹp. Cô chủ có người yêu chưa để đón cả xe đón cô chủ nào. Đến đây giao dịch uống rượu cùng với em Hương nào các bác ơi. Có người yêu chưa hay không có người yêu chưa không quan trọng, quan trọng là xe đẹp, giá đẹp các bác nhé. Chiếc i10 này thì em có khách rồi đây này. Khách rồi, mời các bác ở lại ăn cơm một chút nữa là bác đánh xe về rồi. i10 2014 đăng ký 2015, 215 triệu form 2017. Về làm dâu Quảng Bình, về làm dâu Quảng Bình nhá, hai vợ chồng bác đi cả đêm luôn để ra đến đây ủng hộ em Lê Hương chiếc xe này. Một chiếc xe i10 này, một chiếc xe BMW này, hai chiếc xe Innova và một chiếc xe Kia Morning nữa. 5 chiếc xe trong buổi sáng ngày hôm nay. Đấy là nhờ vào sự ủng hộ, sự quan tâm của khách hàng nhà mình. Nên các bác ơi, thả tim, thả like, chia sẻ nhiệt tình cho em nhé. Ở đây em còn có một chiếc xe Chevrolet Aveo. Chevrolet Aveo đời 2015, nếu nói về đời cao mà giá rẻ, chắc hẳn là các bác phải nghĩ ngay đến Aveo rồi. Chevrolet Aveo 2015 số sàn, động cơ trang bị 1.5 biển 14A, em đang chào bán với giá là 225 triệu. 225 triệu cho một chiếc xe Chevrolet Aveo đây ạ. Đăng ký đăng kiểm còn đến tháng 12/2022 các bác nhé. 215 triệu là giá các bác nhà mình chốt trên livestream ngày hôm nay. Ở đây thì em có một chiếc xe Mazda 3. Mazda 3 đời 2009 với động cơ trang bị là 1.5. Em đang chờ bán chiếc xe Mazda 3 này với giá là 310 triệu đồng. 310 triệu đồng cho chiếc xe Mazda 3 biển 15 Hải Phòng form hatchback này. Mazda em có Mazda 3 hatchback và có Mazda 3 bản sedan luôn. Bản nào em cũng có nhé. Chốt trên livestream ngày hôm nay chỉ còn 300 triệu thôi. Xi nhan chân hông, đèn bi salon, có giải đèn nét cam 360 đầy đủ. Và quan trọng em nó là số tự động các bác ơi. Số tự động là rất là nhàn này.
Bên cạnh chiếc xe Mazda 3, em còn có một chiếc xe tập lái cho mình, Matiz đời 2008, động cơ trang bị 0.8 đây. Em đang bán chiếc Matiz này với giá là 70 triệu cho những bác nào mà đang quan tâm về dòng xe tập lái nhé. Kia Morning biển 99, ngày hôm nay thì em lại có khách cọc rồi, khách cọc 20 triệu rồi. Khách cọc rồi đây em bỏ qua nhé. Đi sâu vào trong đây em mới về thêm Fortuner à. Chia sẻ nhiệt tình lên cho em Lê Hương nào các bác ơi. Rất là nhiều mẫu xe đẹp. Bán tải có rất là nhiều này, Fortuner em cũng có nhiều này. Chào anh Ngô Dũng, chào anh Trịnh Cồn, chào bác Tọc Bù này. Thả tim, thả like và chia sẻ nhiệt tình lên cho em ạ. Captiva em mới về đây, hôm trước bác nào hỏi em về Captiva thì em hết nhá. Vios màu đen số sàn 2017, em có Vios màu bạc số sàn 2018 nhá. Giá chỉ bằng 2017 thôi, 389 triệu. Xe gia đình sử dụng. Và em quan tâm và em cam kết luôn là bao tết hãng toàn quốc cho các bác nhà mình. Quay Vios số tự động, anh Nicotine ơi, Vios tự động là em chốt cho khách rồi, có khách cọc và phun tiền rồi anh nhá. Em chào anh Yasu, tên rất là Nhật Bản luôn, không biết đọc kiểu gì. Chào anh Giai Nguyễn Nhàn, chào anh Hoàn Bùi này. Thả tim, thả like và chia sẻ nhiệt tình lên cho em ạ. Một chiếc xe Captiva số tự động với nước sơn màu đen này. Đèn bi salon phía dưới có đèn gầm, biển Captiva là biển 12A nhé. Captiva đời 2010, đăng ký lăn bánh lần đầu là 2011. Xin nhan trên gương, số tự động đẹp. Em đang chào bán với giá là 299 triệu. 299 triệu cho một chiếc xe Captiva số tự động đẹp đây. Em này thì có bộ ghế da zin nguyên bản luôn, còn giữ được nguyên nhé. Số tự động đẹp của Captiva. Bác nào mà theo dõi em Hương thì tuần này em bán chiếc này, nếu như chiếc này mà phun tiền thành công nữa là chiếc thứ 5 của Captiva rồi. Nhiều chiếc em vừa mới về chưa kịp lên sóng đã bán rồi. Captiva với rất là nhiều túi khí an toàn luôn, 7 chỗ ngồi, số tự động đẹp, có Captiva giá rẻ đây, 299 triệu. Chốt trên livestream ngày hôm nay còn 289 triệu, vẫn bao rút hồ sơ. Captiva màu đen, tìm ở đâu ra chiếc xe 7 chỗ ngồi, số tự động giá rẻ như này không ạ? 299 triệu có Captiva các bác nhé. Xin nhan trên gương đầy đủ này. Phanh ABS na răng thể thao ạ. Chào bác Thơm Lê, thả tim thả like nhiệt tình lên cho em nào. Chào anh Huy Quang nào. Rất là nhiều mẫu xe đang được chào bán bên em này. Chào anh Đình Nguyễn này. Vios em có 2018 số sàn nhanh nhá. Đợi em một chút ạ, em sẽ quay Vios cho mình. Ở đây em còn có một chiếc xe i10 đây. Grand i10 số sàn bản đủ, động cơ trang bị 1.0. i10 biển 30 bản đủ 2015. Em đang chào bán với giá là 245 triệu. 245 triệu các bác mà thích dòng xe bền bỉ, tiết kiệm nhiên liệu thì em Hương có i10 nhá, 2015. 2015 cho chiếc xe i10 của em Hương đây ạ. Đây các bác nhìn này, chiếc xe này em đang định thêm một chút nữa là về chắn mưa, đầy đủ đồ chơi cho các bác luôn. Mua đồ về để chuẩn bị lắp thêm, nhìn chiếc xe cho nó đẹp đây này. 245 triệu chốt trên livestream ngày hôm nay còn 235 triệu. Bao rút hồ sơ cho chiếc xe i10 2015 bản đủ đây ạ. Thả tim thả like chia sẻ nhiệt tình lên nào. i10 đời 2015-2016 số tự động có bao nhiêu em có anh nhá. i10 2015 màu trắng số tự động đẹp bản hatchback. Em đang bán là 328 triệu. 328 triệu cho chiếc xe i10 của em Hương đây ạ. Có i10 tự động luôn. Các bác quan tâm mẫu xe nào cứ bình luận ở phía dưới bài viết, em sẽ quay chi tiết cho các bác xem nhé. i10 đời 2015 bản nhập Ấn, động cơ trang bị 1.2, tức là em này là bản đủ 1.2 đây ạ. Em đang chào bán chiếc xe i10 này với giá là 328 triệu. 328 triệu, gương kính cụp chỉnh tự động, xin nhan trên gương, cam lùi, cam hành trình, tắt bật cảm biến đầy đủ cho em nhé. Hai bánh trước được phanh ABS chống bó cứng rồi, có phím mở một trạm thông minh. i10 số tự động 2015 này em đang bán là 328 triệu. Chốt trên livestream ngày hôm nay còn 318 triệu cộng bao rút hồ sơ nhé. Đây em có i10 số tự động luôn nhá, màu trắng đẹp luôn. Chuẩn xe gia đình cực đẹp luôn đây ạ. Em chào anh Đỗ Trung nào, anh Đỗ Trung ơi, anh Kiên ơi, thả tim thả like chia sẻ nhiệt tình lên cho em nào. Chào anh Nguyễn Đình Lan, chào Khuyên Phạm nhá, chào bác Quang Lê. Bên cạnh những dòng xe như i10 thì em còn có cả những dòng xe tập lái này.
tập lái Spark 80 triệu đời 2008, động cơ trang bị 0.8 thôi, ăn xăng như ngửi luôn. Điều hòa mát lạnh thay một chiếc xe máy cho em 80 triệu không bằng chiếc xe SH, nhưng mà cảm giác nó mang lại SH không bao giờ bằng các bác nhé. Ở đây em còn có rất là nhiều xe số tự động đời cao giá rẻ này. Một chiếc xe Kia Rio được sản xuất vào năm 2000. Kia Rio này 2015, số tự động đẹp, độ lên mang cá mập này. Xin nhan trên gương bản nhập Hàn nguyên chiếc cho chiếc xe Kia Rio màu trắng đẹp. Đèn bi salon, đèn gầm cũng là đèn bi luôn. Màn hình giải trí, cam lùi, cam hành trình có hết rồi. Kia Rio 2015 em đang chào bán với giá giật mình luôn, 379 triệu. 379 triệu một dàn lốp mới, la răng thể thao, phanh ABS, gương kính thì liền đời, táp ly táp lô không khoan đục, keo chỉ, cột kèo còn nguyên zin nhé. Trên vô lăng có tích hợp các phím bấm và có ga tay tự động cruise control rồi. Kia Rio 2015 em đang chào bán là 379 triệu, chốt trên iTeam còn 370 triệu bao rút hồ sơ. Số tự động đẹp, màn hình OLED, đè lồ thông minh, start top đầy đủ cho em ạ. Có Kia Rio các bác nhé. Bên cạnh chiếc xe Kia Rio trắng này, em còn có một chiếc Mazda nữa đây. Mazda màu đỏ này, Mazda 3 đời 2017, bản phanh tay điện tử và hai chế độ lái nhé. Hỗ trợ gảy số thể thao trên vô lăng, có Mazda số tự động 2017. Em đang chào bán với giá là 535 triệu ạ. 535 triệu vô lăng tích hợp các phím bấm đây. Rất là nhiều đồ chơi công nghệ cho chiếc xe Mazda 3. Còn nếu như mà để mà quảng cáo, để mà nói, để mà tư vấn trực tiếp cho các bác nhà mình về dòng xe nào mà bền bỉ, tiết kiệm nhiên liệu và xe tư nhân gia đình sử dụng, thì em sẽ giới thiệu cho các bác ngay một chiếc xe Vios này. Vios đời 2018, số sàn gốc Sài Gòn xịn luôn. Một dàn lốp mới này, la răng thể thao, bốn bánh đều được trang bị là phanh ABS chống bó cứng đầy đủ cho em nhé. Vios em đang chào bán với giá là bao nhiêu? 389 triệu. Xe chuẩn tư nhân gia đình sử dụng, không lỗi, táp ly táp lô không hề có dấu hiệu bị khoan đục. Nếu như phát hiện ra lỗi tặng các bác xe luôn. Vios 2018 đây, giá chỉ bằng 2017 thôi, xe chuẩn gia đình nhà giàu luôn. Đi xe rất là ít luôn, toàn đẻ thôi. 2 năm rồi, vừa rồi dịch, chỉ đẻ ở nhà đắp bạt lên thôi, không hề đi mấy này. Các bác nhìn cái trần cũng biết là sạch sẽ như thế nào. Trần sáng choang luôn, không bị ám, không bị ố nhá. Vios 2018 389 triệu đã là rẻ rồi, nhưng em vẫn bớt cho các bác nhà mình, vẫn bao rút hồ sơ luôn. Màn hình Android cỡ lớn, túi khí an toàn, bốn bánh đều phanh ABS chống bó cứng này. Và em này là gương kính cụp chỉnh tự động cho em. Các bác nhìn này, từ những cái bấm đinh tán này, keo chỉ zin toàn bộ luôn. Táp ly táp lô, xe gia đình nó sẽ vẫn phải khác đúng không ạ? Hàng ghế thứ hai thì cực kỳ rộng rãi luôn, form đẹp, máy trắng nhá. Phía sau xe là còn có bốn mắt cảm biến với hệ thống va chạm phía sau này, có cam lùi, cam hành trình đầy đủ cho em rồi. Vios 2018 389 triệu, chốt trên livestream còn 380 triệu bao rút hồ sơ ạ. Có Forte nào không em? Kia Forte em tạm hết, em có Kia Cerato bản sedan và bản hatchback anh nhé. Em chào anh Giai Võ Cảnh nào, thả tim thả like lên cho em nào. Chào bác Phú Ly, chào anh Lê Thống nhé, chào anh Lo Văn Thực, chào anh Đình Trọng Băng này, chào anh Biên Bàn, chào bác Nguyễn Thế Trường nhé. Thả tim thả like, chia sẻ nhiệt tình lên cho em nè. Quan tâm mẫu xe nào thì cứ kết nối qua Zalo cho em 0354602790 để được em Lê Hương tư vấn nào. Innova thì em còn có Innova 2010 nhé. Innova 2010 biển 30F, động cơ trang bị 2.0, số sàn. Em đang chào bán chiếc xe Innova này với giá là 275 triệu. 275 triệu chốt trên livestream ngày hôm nay chỉ còn 265 triệu thôi, bao rút hồ sơ cho các bác nhà mình. Innova 2015 và Innova 2011 em có khách rồi, phun tiền rồi đây. Khách rồi, các bác đang ở nhà em Hương ăn cơm đây. Đến chiều là các bác đẹp giờ là các bác về thôi. Em chào anh Nguyễn Thế Trường, chào anh Trung Nguyễn này. Bên đây em còn có Hyundai nhá. Hyundai Elantra này, Hyundai Elantra đời 2017, số tự động đẹp, đèn bi salon, đèn gầm cũng là đèn bi luôn, biển 99 nhé. Hyundai Elantra 2017 bản lắp ráp trong nước, động cơ trang bị 2.0, giá chào bán là 500 triệu.
500 triệu cho chiếc xe Hyundai Elantra số tự động màu trắng đẹp. Cửa sổ trời đầy đủ này, đầy đủ công nghệ đồ chơi với màn hình cam hành trình rồi, phanh ABS luôn. Màu trắng đẹp, giá 500 triệu còn thương lượng còn bớt cho các bác nhà mình. Thả tim thả like nhiệt tình lên nào các bác ơi, nhớ là chia sẻ cho em nhé. Chứ không Facebook bóp tương tác thế này là ngày mai em không nhìn thấy khách hàng nhà mình đâu. Đấy, có Hyundai Elantra này, rất là nhiều xe đẹp luôn. Nếu như mà muốn xe Lacetti SE thì em cũng có cả màu đen này, em có Cruy này, CDX này và Lacetti SE này. Một chiếc xe Lacetti SE biển 37 đời 2009 bản nhập khẩu nhé. Động cơ trang bị 1.6 số sàn, nước sơn màu đen đẹp. Lacetti SE 2009 em đang bán là 199 triệu. 199 triệu bao rút hồ sơ cho các bác nhà mình. Có Lacetti SE đi ạ. Còn bên đây em còn có một chiếc xe Chevrolet Cruy này. Chevrolet Cruy đời 2012 với lớp sơn màu trắng đẹp, bản sedan 2 đầu. Chevrolet Cruy đèn halogen biển 34, có đèn gầm là đèn dài đèn led nhé. Chevrolet Cruy 2012 động cơ trang bị 1.6, em đang bán là 258 triệu. 258 triệu cho chiếc xe Chevrolet Cruy của em Hương đây ạ. Em chào bác Nguyễn Thế Trường, chào bác Trung Nguyễn, chào anh Giai Sáu Long. Chia sẻ nhiệt tình lên cho em Lê Hương đi ạ. Rất là nhiều xe đang được chào bán bên em. Bữa nào vô Bình Dương lại like một bữa em ơi. Một năm em chỉ vào Bình Dương 1 đến 2 lần thôi anh ạ. Xe trong Bình Dương hay xe ở Hải Dương thì em đều cam kết chất lượng và giá cả đúng thị trường luôn. Nên là anh ơi có ủng hộ bên em trong Bình Dương thì em cũng sẽ cho thư ký của em làm việc cùng với anh nhé. Trong đấy đang có Vios Nimo, chỉ có 180 triệu thôi, màu đen đấy ạ. Xe cũng rất là cứng và đẹp luôn. Xe rất là cứng và đẹp luôn. Nếu đợt này anh mua thì cứ alo em cho thư ký ra đón anh nhé. Đây ạ, Cruy 2012 258 triệu, nước sơn màu trắng đẹp. Bên cạnh chiếc Cruy thì em còn có một chiếc xe Kia Sorento. Kia Sorento đời 2010. Điều đặc biệt là em này 7 chỗ ngồi máy dầu nhé. 7 chỗ ngồi máy dầu có Kia Sorento đây. Máy dầu 535 triệu cho một chiếc xe Kia Sorento. Nếu về nói về đồ chơi, công nghệ, về option của xe thì em đã quay video chi tiết rồi, 10 phút chưa kể hết đồ chơi công nghệ này. Cửa sổ trời toàn cảnh Brahma, đầy đủ full HD không che này. Màn hình ZTEC cỡ lớn này, có ga tay tự động cruise control. Trên vô lăng tích hợp các phím bấm như là nghe gọi, khẩu lệnh rồi. Hỗ trợ trơn trượt, hỗ trợ đổ đèo, máy eco, siêu tiết kiệm nhiên liệu. Em này đang chào bán với giá là 535 triệu đời 2010 bản nhập khẩu nhé. Cho chiếc xe Kia Sorento. Bản này có 8 đến 10 túi khí luôn, đếm hoài không hết túi khí an toàn các bác ạ, nhiều túi khí an toàn lắm này. Phanh chân của em nó ở đây nhá, thay chiếc phanh tay ra là phanh chân ở đây này. Giống như dòng xe Mẹc đấy ạ. Ghế nhớ hai vị trí, ghế lái chỉnh điện, 7 chỗ ngồi số tự động máy dầu. Máy dầu các bác nhá, 7 chỗ ngồi số tự động với lớp sơn màu nâu đẹp. Sấy sưởi kính và sấy sưởi ghế hai vùng độc lập cho em. Phía sau cũng có sấy sưởi ghế này, phía trước cũng vậy luôn. Một chiếc xe chuẩn doanh nhân thành đạt đây ạ. 535 triệu chốt trên livestream cho em chiếc xe Kia Sorento phiên bản limited, tức là phiên bản giới hạn đấy ạ. Giá chào bán chỉ có 525 triệu em bao rút hồ sơ. Hello, chào em xin cảm ơn bác Hoàng Tử Bonsai nhé. Chia sẻ nhiệt tình lên cho em nào. Để cô Facebook không thể bóp tương tác được em nào. Anh Giai Hùng Lý ơi, anh Giai Nguyễn Vinh ơi, anh Bút Trăm ơi, thả tim thả like cho em đi ạ. Thả tim thả like cho em đi ạ. Kia Sorento đây nhá, 7 chỗ ngồi số tự động ạ. Bên đây em còn có một chiếc xe Kia Sorento, Kia Cerato ạ. Cerato đời 2018 số tự động đẹp với lớp sơn màu trắng đẹp. Một chiếc xe hợp với tất cả các mệnh, tất cả các người nào, các bác nào mà khó tính nhất thì cũng phải yêu em nó này. Kia Cerato đời 2018 số tự động bản 2.0, cảm biến va chạm trước và sau là 10 mắt, gương kính cụp chỉnh tự động, phanh ABS, na răng thể thao. 535 triệu là giá em đang chào bán cho chiếc xe Kia Cerato nhé. Số tự động đẹp này, đề lộ khởi hành start top, có nhớ ga tự động rồi, hỗ trợ gảy số thể thao trên vô lăng. Trên vô lăng tích hợp các phím bấm này, màn hình Android cỡ lớn nhé, số tự động đẹp đây.
535 triệu, chốt trên livestream ngày hôm nay chỉ còn 525 triệu thôi. Em vẫn bao hồ sơ cho các bác như mình. Vẫn bao hồ sơ luôn các bác nhé. Bên cạnh Kia Cerato thì em còn có Kia Rio này. Kia Rio với nước sơn màu đỏ đẹp, cũng là bản sedan 2 đầu. Động cơ trang bị 1.4, số tự động đẹp, biển 30F nhé. Em đang chào bán với giá là 380 triệu. 380 triệu cho chiếc xe Kia Rio, máy số zin đẹp đấy ạ. Em chào bác Khắc Đao, chào anh Đặng Văn Huy, chào anh Trần Văn Ngọ nào. Thả tim, thả like, nhiệt tình lên cho em đi ạ. Rất là nhiều xe đang được chào bán bên em nhé. Bên đây em còn có Kia Rio này, số tự động đẹp 2014, 380 triệu, máy số zin chất nừ luôn. Nhập Hàn nguyên chiếc luôn các bác này. Nhập Hàn nguyên chiếc luôn cho chiếc xe Kia Rio của em Hương đây này. Xin nhan trên gương đầy đủ rồi. Màu đỏ đẹp bản sedan. Nội thất bên trong đây các bác nhé, đầy đủ cho em màn hình giải trí này. Đây, củ số phanh tay bọc sạch sẽ luôn. Ghế da hai màu đỏ và màu kem, kết hợp cực kỳ sạch sẽ luôn. La răng thể thao, một dàn lốp Michelin cực mới và dày dặn luôn. Có Kia Rio với giá 370 triệu nếu như các bác chia sẻ để chốt trên livestream ngày hôm nay ạ. Chia sẻ nhiệt tình lên cho em đi ạ. Em chào anh Trường Sơn, chào anh Dũng Cường nhé. Thả tim, thả like mạnh mẽ lên và chia sẻ nhiệt tình cho em đi ạ. Bóc tương tác thật sự, khả năng mai thì nghỉ thật thôi. Nắng như thế này mà livestream các bác không vào ủng hộ em Hương rồi. Em chào anh Nguyễn Đình Thắng nhé. Bên đây em còn có i30 này. i30 bản nhập Hàn, số tự động đẹp, động cơ trang bị 1.6. Em đang bán là 308 triệu cho chiếc xe i30 đây ạ. i30 308 triệu, biển 17 Thái Bình, cửa sổ trời đầy đủ, sấy sưởi ghế có luôn. 300 triệu là giá em chốt cho các bác nhà mình trên livestream ngày hôm nay. Có i30 đi ạ. Thả tim, thả like và chia sẻ nhiệt tình lên cho em ạ. Bên cạnh i30 này em có một dàn những dòng xe CDX nhập khẩu giá rẻ, số tự động giá chỉ trên 200 thôi. CDX đời 2009, nước sơn màu xanh ngọc cực kỳ bắt mắt luôn. 2009, số tự động có CDX nhé, 238 triệu. Động cơ trang bị 1.6, em này biển 89 này. Đèn halogen có, đèn gầm có nhé. Na răng thể thao và phanh ABS. Nếu như cái tầm tiền trên 200 mà các bác cần một chiếc xe máy số chất, ngoại hình đẹp và nhiều công nghệ, nhiều đồ chơi thì chỉ có thể là CDX thôi. 238 triệu chốt trên livestream ngày hôm nay, còn 230 triệu. Đề lỗ thông minh, màn hình OLED, túi khí an toàn, máy số đại chất luôn nhé. Sấy sưởi ghế đầy đủ cho em. Có CDX với giá 230 triệu chốt trên livestream ngày hôm nay. Quay rõ biển số này để các bác nào bên YouTube hoặc tối nay về có xem lại live thì có thể chốt dễ dàng hơn nhé. Đừng quên số hotline của em 0354602790, kết nối để em tư vấn cho mọi người. Ở đây em còn có một chiếc xe Hyundai Click này. Nếu như xe ghét là 1.1 thì Hyundai Click là 1.4. Em này cũng là bản nhập khẩu, số sàn, động cơ trang bị 1.4, đời 2008 này. Một chiếc xe cho các bác nhờ mình đây, 5 chỗ ngồi, thay một chiếc xe máy đi gia đình. Đã là bác nào từng đi xe Hyundai Click và xe ghét thì chỉ muốn đi xe Click và ghét thôi. Máy số lành chất, tiết kiệm nhiên liệu cộng bền bỉ này. Giá xe cực rẻ luôn, 155 triệu là giá em đang chào bán đây ạ. Có bán tải không? Bán tải thì em có rất là nhiều luôn ạ. Bán tải em có rất là nhiều luôn nhá. Một cầu, hai cầu, máy dầu em đều có luôn. Em chào bác Hiệp Xây Dựng này, chào anh Thái Nguyễn, chào bác Trang Lê, chào anh Nguyễn Đình Thắng nào. Chia sẻ nhiệt tình lên cho em nào. Một chiếc xe Isuzu D-Max đời 2016, đăng ký lăn bánh lần đầu là 2017 này. Em đang chào bán chiếc xe Isuzu D-Max bán tải này với giá là 535 triệu. Động cơ trang bị 2.5, một chủ sử dụng từ mới, máy số zin, sơn zin bên ngoài lên đến hơn 90% nhé, đèn bi salon, xin nhan trên gương rồi. 535 triệu là giá em đang chào bán cho chiếc bán tải Isuzu D-Max này. Giảm trực tiếp cũng như tặng khách hàng nhà mình 20 triệu đồng đối với chiếc xe Isuzu D-Max bán tải, máy dầu 2 cầu đây ạ. Em đang bán chiếc này là 535 triệu, chốt trên livestream còn 515 triệu, bao rút hồ sơ. Bán tải 2 cầu, máy dầu lên thùng cao rồi. Màn hình giải trí đầy đủ cho em, cam lùi, cam hành trình, cam màn hình có hết rồi các bác nhé.
Thả tim, thả like, chia sẻ nhiệt tình lên cho em nào. Innova em còn 2010 anh nhá. Innova em còn 2010 ạ. Em chào anh Giai Trương Nguyễn nào. Thả tim, thả like lên cho em. Bóp tương tác quá các bác ơi. Innova bản G biển 30F đời 2010. Phía sau xe trang bị cho em là hai mắt cảm biến này. 2010 bây giờ đang đứng đầu về cái đời cao nhất hiện tại em Hưng có nhá. 2015 đi rồi, 2011 cũng full tiền rồi, đi lấy chồng hết rồi. Còn cô em út 2010 đây. Màn hình giải trí, túi khí an toàn, không đâm xô, không ngập nước và không khoan đục. Đấy là cam kết em nói với các bác nhà mình. 275 triệu với chiếc xe Innova 8 chỗ ngồi, số sàn, động cơ trang bị 2.0, 3 điều và 3 vùng điều hòa độc lập, tương ứng với 3 hàng ghế này. Máy số đại chất luôn. Và sự bền bỉ của Innova thì không cần phải bàn cãi nữa rồi. Quá là đẹp luôn cho một chiếc xe Innova 2010 nhá. Chốt trực tiếp trên livestream ngày hôm nay. Một lượt chia sẻ là giảm 11 triệu đồng. Một lượt là 1 triệu các bác ơi. Chỉ cần 10 lượt chia sẻ thôi là em giảm cho mình 10 triệu đồng. 265 triệu là giá em sẽ chốt cho các bác nhà mình. Sẽ chốt cho các bác nhà mình chiếc xe Innova này nhá. Em chào anh Lê Ngọc Công, chào bác Lợi Phạm này. Thả tim, thả like và chia sẻ nhiệt tình lên cho em đi nào. Vừa rồi em có nhận qua Zalo một bác nào, bác chị gái Loan Phạm nào bảo gửi cho chị chiếc xe nào rẻ nhất. Nếu như rẻ nhất hiện tại bên showroom em là có Matiz này. Matiz đời 2005 với động cơ trang bị 0.8 này, xe đăng ký 5 chỗ ngồi. Một trong những dòng xe tập lái cho khách hàng nhà mình là có 58 triệu này. Một trong chiếc xe thứ hai rẻ thứ hai là 65 triệu là Matiz 2006 nhé. 2006 là 65, 2005 là 58, đều là đăng ký 5 chỗ ngồi. Đều là nước sơn màu xanh, xanh lá nhá, xanh lá là không sợ bị xa lánh đâu. Nó có hai chiếc xe rẻ nhất là 58 và 65 triệu. Còn đâu sờ bắc thì hơi được một chút các bác nhé. Thả tim, thả like, chia sẻ nhiệt tình lên các bác ơi, rất là nhiều xe luôn. Bên cạnh chiếc Matiz này em còn có một chiếc xe i30 bản Crown, đây là bản full rồi. Đời 2009, 315 triệu các bác nhìn này. Cụm đèn pha phía trước có đèn halogen, có đèn bi salon kết hợp với đèn phá xương luôn. Có luôn nhá, điển 99 này. Xi nhan trên gương, na răng thể thao, phanh ABS, có cửa sổ trời đầy đủ cho em. Chiếc xe i30 này, bản cào crown cao cấp full kịch em đang bán nè. 315 triệu, số tự động đẹp lên màn hình giải trí OLED rồi. 315 triệu, chốt trên livestream chỉ còn 305 triệu, bao rút hồ sơ. Chào nghệ sĩ ưu tú Đăng Tuấn nhá. Chia sẻ nhiệt tình lên cho bạn nào. Chào bác bữa lo bữa đói này. Chào anh Giang Nguyễn, anh Giai Nguyễn Đức Anh này. Chào anh Ngô Khoa nhá. Em chào anh Tuấn Hà, chào bác Huỳnh Châu. Chia sẻ nhiệt tình lên cho em các bác ơi, để lấy động lực em live stream nào. Rất là nhiều xe đẹp luôn. Bên đây thì em còn có hai chiếc xe bán tải này. Một này, một chiếc bán tải Ford Ranger bản XLS một cầu này. Một chiếc bán tải Ford Ranger bản X1S một cầu nữa này. Một chiếc bán tải chi tông cũng là một cầu nữa đây. Ba chiếc xe này đều là số tự động một cầu luôn. Em sẽ quay chiếc bán tải chi tông máy số zin trước nhé. Một chiếc xe bán tải chi tông được sản xuất vào năm 2016, bản nhập khẩu một cầu, bản 2.5, số tự động đẹp. Chi tông em đang chào bán với giá là 469 triệu. 469 triệu ạ. Cho xem Isuzu 7 chỗ ạ. Isuzu 7 chỗ đấy là máy dầu số sàn anh nhá. Giá chỉ có 130-160 triệu thôi. Có Isuzu luôn anh nhá. Em chào anh Ngô Khoa, chào anh Trịnh Giáp nào, thả tim lên các bác ơi. Em chào anh Nguyễn Văn Quyết này. Đợi em một chút em sẽ quay lại Isuzu cho anh Lê Thống nhá. Mấy con đấy thì là đồ chơi công nghệ không có nhiều, quan trọng là máy dầu gầm cao. Nếu mà để đi với công trình, công trường hay là đường núi thì ok ạ. Anh xem xe ạ. Vâng vâng. Ở đây em có bán tải chi tông này. Chi tông 2016 động cơ trang bị 2.5, số tự động đẹp em đang bán là 469 triệu. Fiat em còn anh Nguyễn Thanh ơi, Fiat em còn 2018 số sàn, xe tư nhân gia đình sử dụng nhé, 389 triệu ạ. Lên đầy đủ đồ chơi công nghệ rồi, tí em sẽ quay lại cho anh xem ạ. Chi tông đây, 469 triệu là một chiếc xe chi tông 2016 máy số zin chất luôn. Em đang bán nhá, 469 triệu còn bớt và còn lộc lá, em sẽ bao rút hồ sơ cho các bác nhà mình. Đằng sau chiếc chi tông là một chiếc xe Ford Ranger một cầu máy số zin bản SNX. Ford Ranger 558 triệu bản nhập Thái, động cơ trang bị 2.2. Số tự động đẹp một cầu, xe chuẩn tư nhân đẹp luôn.
nước sơn màu lô vàng cát này, 558 triệu cho chiếc xe Triton này. Bên cạnh chiếc Triton còn có một chiếc xe Nissan Navara, cũng là dòng bán tải một cầu máy dầu đây. Nissan Navara đời 2017, một cầu 2017 nhé, máy dầu 2.5. Em đang bán chiếc Nissan màu trắng này với giá là 510 triệu đồng. Chốt trên livestream ngày hôm nay còn 500 triệu này. Chúc em gái chốt được nhiều xe, phun thêm được 10 chiếc xe yêu lượng. Ok anh nhé, từ sáng đến giờ là 5 chiếc rồi. Mong từ giờ đến tối trộm vía là 5 chiếc nữa là sẽ được 10 xe anh Trương Giai, Trương Nguyễn nhé. Bán tải có trắng này, lâu này, bạc này, và đen này, và đỏ này. Nếu như bác nào có hợp phong thủy hay thích màu nào thì em đều cung cấp đầy đủ cho mình. Đều là số tự động luôn. Máy số zin chất, bao tiết hãng toàn quốc luôn. Chọn một trong 5 chiếc xe bán tải nhé. Giá chỉ loanh quanh trên 500 thôi. Còn thương lượng còn bớt ạ. Vios biển 36. Ok, Vios biển 36 đợi em một chút này. Em sẽ quay qua hai chiếc xe CDX rồi em sẽ quay lại Vios biển 36 nhé. Chiếc xe đấy các bác không cần phải lăn tăn về giá này, không cần phải lăn tăn về chất này. Em đã bao tết hãng toàn quốc. Mà giá con lấy 2018 em để chỉ bằng 2017 thôi. Vì sao? Vì xe gia đình đẹp, chỗ người quen nên là em cũng mua được giá hời hơn một chút. Nên là cái lộc lá đấy em để lại cho các bác nhà mình. Nên các bác không cần phải lăn tăn một cái gì cả nhé. Ở đây em có một cặp CDX này, một CDX biển 29A màu đen này, CDX biển 34A màu xanh này, CDX 2009 số tự động này, CDX 2010 đăng ký lăn bánh lần đầu là 2011 số tự động. Tất cả đều là bản nhập khẩu 1.6 số tự động. Em đang bán chiếc xe màu đen này là 259 triệu. 259 triệu có CDX này, 255 triệu có CDX này. Các bác ơi, đều bao rút hồ sơ cho mình. Số sàn nhiều công nghệ, nhiều đồ chơi, các bác đi CDX cho em. Em màu đen này thì có ga tay tự động, em màu xanh này thì không có, nhưng đều có màn hình này, cam lùi, cam hành trình, cửa sổ trời, để lộ start top đầy đủ cho em. Nói về CDX là một trong những cái dòng xe hình thức của em, nó quá là đẹp luôn các bác nhé. Hình thức quá là đẹp luôn. Bác nào thích CDX thì không thể bỏ qua đâu. 250 triệu chốt chiếc xe màu đen này, chốt trực tiếp trên livestream cho em. 245 triệu là chốt trực tiếp chiếc xe màu xanh này, chốt trên livestream cho em đi ạ. Kết nối qua Zalo 0354602790 để em gửi hình ảnh video chi tiết cho các bác nhà mình. Gửi hình ảnh video chi tiết nhé. Ở đây em còn có một chiếc xe Chevrolet cờ đuôi nữa đây. Chiếc cờ đuôi số sàn em mới về đây các bác này. Vừa mới về luôn, còn chưa lên giá này. Đợt này em về rất là nhiều xe cờ đuôi các bác nhé. Rất là nhiều xe cờ đuôi bản NS cực kỳ đẹp luôn. Giá chỉ hơn 200 một chút xíu thôi. Hơn 200 một chút xíu thôi ạ. Biển 34 Hải Dương đây. Mai em sẽ quay video chi tiết cho các bác nhà mình. Em sẽ quay lại Vios nhé. Ủa anh qua anh gọi cho ai ạ? Em chào anh Nguyễn Khắc Nghiệp này, chào anh, chào bác Nguyễn Vân, chào bác Hải Nguyễn này. Em sẽ quay lại chiếc xe Vios tư nhân 2018 cho các bác nhà mình xem. Anh ơi, Vios 2018 đây các bác này, biển 36 gốc Sài Gòn, xe chuẩn tư nhân gia đình sử dụng, bao tiết hãng toàn quốc cho các bác nhà mình. Nếu như phát hiện ra lỗi này, mọi chi phí đi lại mà các bác phải tổn thất bao nhiêu em sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm. Lời nói nét căng trên livestream luôn. Bán tải em vừa quay qua rồi anh Mai Phước Minh nhá. Anh ơi có bán tải luôn. Isuzu D-Max này, Ford Ranger này, Nissan Navara này, và có cả luôn, có cả luôn một chiếc Triton. Em có rất là nhiều bán tải này. Chào bác Hoàng Mai này. Đây ạ, một chiếc xe quốc dân luôn. Tất cả những bác nào mà đã từng đi về những dòng xe như là Vios thì không thể phủ nhận được rằng Vios là một trong những cái dòng xe được lòng khách hàng rất là nhiều. Thứ nhất là máy số em nó rất là lành. Đi chiếc xe này thì các bác không cần phải lo đến cái khoản chi phí sửa chữa nữa, vì em nó cực lành. Thứ hai là mức ăn xăng của em nó thì quá là thấp luôn. Trong tất cả những dòng xe bản sedan thì Vios là một trong những cái dòng xe ăn ít xăng nhất, 7 lít trong đường đô thị. Còn nếu các bác đi đường cao tốc hay là đường kết hợp chỉ có 5 lít thôi. Đây là một trong 80% lý do các bác chọn Vios này. Ăn ít xăng này, lành này. Đã lành rồi thì không sợ phải sửa chữa nhé. Mà đã sửa chữa rồi thì em này chi phí rất là thấp thôi. Nên là Vios được các bác quan tâm rất là nhiều. Còn trước mắt khách hàng là một chiếc xe Vios đời 2018 số sàn chuẩn xe gia đình sử dụng. Em đã nói rất là nhiều rồi. Em này nên đầy đủ công nghệ đồ chơi. Nói không với khoan đục, nói không với taxi. Nếu như mà xe taxi gia đình, xe taxi dịch vụ
thì không phải là đẳng cấp của em này đâu nhá. Máy số đại chất luôn. Máy số 100%, sơn zin lên đến hơn 90%. Táp ni, táp lô, từng con ốc nhỏ nhất chưa hề có dấu hiệu bị khoan đục. Cánh cửa keo chỉ các bác nhé. Nếu như bác nào đã từng đi Vios thì không thể bỏ qua này. Mà bác nào đã có ý định mua Vios mà về nhìn chiếc xe này của em Hương thì các bác cũng sẽ trở chốt được ngay luôn, vì quá chất lượng luôn. 389 triệu là giá em đang chào bán cho chiếc xe Vios, đầy đủ đồ chơi rồi. Xe chuẩn gia đình. Chốt trên livestream ngày hôm nay còn 380 triệu bao rút hồ sơ. Đến xem xe em vẫn tặng các bác bình xăng để các bác đi về nhé. Sông xanh thoải mái cho các bác để các bác có xe làm ăn, có xe đi lại đây. Quan tâm thì kết nối qua Zalo cho em đi ạ. Con chào cậu Thiết Đồng. Con chào, em chào anh Nguyễn Minh Hoạt này. Chào bác Điện Máy Quang Hà, chào anh Hoài Bùi này. Thả tim thả like lên cho em nào. Lacetti SE thì em có 2009 bản nhập nhá, 199 triệu biển 37, nước sơn màu đen đẹp. Có Lacetti SE, có Lacetti SE đây, 199 triệu lên màn hình rồi, số sàn 1.6 này. Còn đây là Lacetti CDX nhá, Lacetti CDX biển 30, nước sơn màu đen đẹp. À, em này cũng là Lacetti SE nhưng độ lên là form CDX, em xin lỗi nhá. Lacetti SE độ lên là form CDX, số sàn biển 30, lên màn hình đầy đủ rồi. Số sàn em đang bán là đời 2009, 210 triệu đồng. Em này thì cũng bằng em kia nhưng cao hơn một chút, cao hơn tầm 10 triệu. Cao hơn tầm 10 triệu vì em này lên nhiều đồ chơi hơn. Và form em này là lên form CDX các bác nhé. 210 triệu đồng, chốt trên livestream ngày hôm nay cũng bớt luôn cho các bác 10 triệu đồng bao rút hồ sơ. Có Lacetti SE 209 đây. Các bác nhìn này, nhìn cứ nghĩ là CDX nhưng mà em nó là Lacetti, nó độ đồ lên rất là đẹp luôn. 210 triệu đồng chốt trên livestream, chỉ còn 200 triệu thôi. Không ở đâu có một cái giá xe bản sedan đẹp như thế này mà giá chỉ có 200 triệu các bác nhé. Em chào bác Mắt Niềm Tin. Bác Mắt Niềm Tin ơi, chốt xe của em Hương là có lại niềm tin ngay bây giờ các bác này. Thả tim thả like, chia sẻ nhiệt tình lên cho em đi ạ. Anh Yuso, em đã đăng, em đã quay chi tiết về hai chiếc Lacetti rồi anh nhé. Cảm ơn anh Giai Trương Nguyễn rất là nhiều. Gào to nhất chợ luôn, nhất bãi luôn. Live stream lúc nào cũng phải hùng hổ năng lượng nhất luôn anh ạ. Vừa rồi em có quay bán tải màu trắng, màu bạc, màu đen và màu đỏ. Đây là một chiếc màu đen nữa đây. Một chiếc xe Ford Ranger bản XLS đời 2017, máy dầu một cầu, bản 2.2 nhập Thái Lan, biển 17 Thái Bình, nước sơn màu đen đẹp. Em đang chào bán chiếc xe số tự động 2017, máy dầu một cầu này với giá là 586 triệu. 586 triệu lên màn hình này. Vô lăng tích hợp các cái phím bấm có khẩu lệnh nghe gọi rồi. Hỗ trợ chống trơn trượt đầy đủ cho em. Số tự động đẹp một cầu cho chiếc xe bán tải này. 576 triệu là giá em sẽ chốt trên livestream cho những bác nào đang yêu thích về dòng xe bán tải này. Bản thân em Hương là một người rất thích đi bán tải. Rất là thích đi bán tải các bác nhé. Cao, to, khỏe này. Đi qua những cái đường xấu thì những dòng xe khác còn gầm gầm, sợ chạm gầm, chạm mõm. Nhưng đi bán tải các bác nhìn này, gầm bệ cao vút lên. Cảm biến phía sau 4 cái cam lùi có rồi. Gầm bệ cao vút như thế này thì không sợ một cái gì hết. Đi ở đường là người ta sợ mình chứ mình không sợ người ta đâu các bác ạ. 576 triệu là giá em chốt chiếc xe. Chốt chiếc xe này anh nhé. Thích Vios màu đen của em Hương quá mà chưa đủ tiền. Vios màu đen của em Hương có 190 mấy triệu thôi. Ví dụ như mà anh cố lên ấy, hoặc là ưng thì ưng trước 2018 ấy, thì máy số nó chất hơn anh nhé. 2018 máy số nó chất hơn, xe gia đình đời cao. Đời sâu quá là các bác lại sợ mất đăng kiểm là 6 tháng một lần. Nhưng mà đời đấy là khá là cao luôn. Cứ cái gì to là em không thích. Nhiều cái to quá là không thích anh ạ. To vừa vừa thôi. Xe to thì em thích nhưng nhiều cái to em không thích. Em chào anh Tiêu Hải, chào bác Lan Lê, chào anh Nguyễn Đào nhé. Chia sẻ nhiệt tình lên cho em đây nào. Mặc dù Facebook bóp tương tác của em Hương rất là nhiều. Em livestream ở đây để sao? Để nhằm mục đích là quảng bá thương hiệu nào. Anh ưng 2018 đến em Hương còn ưng đó là anh. Đi máy số con 2018 cực kỳ phê luôn. Cực kỳ phê luôn mà con đấy em lại còn bắt được giá rẻ cơ. Bình thường em phải đăng là 395 triệu. Nhưng xe đấy là xe của gia đình, chỗ người quen em mua được giá rẻ nên em cũng đè lại cái lộc rẻ đấy cho các bác nhà mình. Đến em Hương bắt xe em còn ưng các bác nhé. Thì phải biết là chất lượng xe như nào rồi. Ở đây em còn có một chiếc xe Hyundai Accent này. Hyundai Accent đời 2010
9 số tự động xe chuẩn tư nhân gia đình đây. 2019 màu đỏ đẹp. Em đang chào bán chiếc xe Hyundai Accent này với giá là 495 triệu ạ. 495 triệu cho chiếc xe Hyundai Accent 2019 của em Hương đây. Cờ đuôi 2015 em ơi, cờ đuôi 2015 em có nhá. Nhưng mà em hôm qua xe mới về, hôm qua em like qua một chút thôi. Còn em lại cho đi dọn rồi anh ạ, em cho đi dọn rồi. Em chào bác Ngọc Bích, chào chị gái Ngọc Bích này. Cờ đuôi 2015 295 triệu em cho đi dọn rồi. Anh để lại số điện thoại một chút nữa em sẽ gửi hình ảnh video cho anh nhé. Em cho đi dọn một chút rồi bác Hiếu Duy ơi. Còn đây em có Accent này, Accent 2019 động cơ trang bị 1.4, số tự động đẹp. Em này lên đèn bi salon, giải đèn nét xi nhan trên gương, đầy đủ đồ chơi công nghệ rồi. Màu đỏ đẹp cho chiếc xe Accent này, nam hay nữ này đều đi được. Vì đã là Accent thì nó lành, thứ hai là máy số nó chất, thứ ba là số tự động nó dễ đi. Số sàn thì các bác nữ hay khó đi hơn là số tự động nhé. Bên đây em còn có một chiếc xe Vios ở đây. Vios màu vàng cát đời 2014, động cơ trang bị 1.5, số sàn. Em đang bán chiếc Vios này với giá là 340 triệu. 340 triệu cho Vios số sàn nhé. Hương ơi, lên xe 7 chỗ tầm 600 mà. Em có Kia Sorento 535 triệu, máy dầu, số tự động bản limited, bản giới hạn anh nhé, đợi em một chút này. Fiat 2014 em đang bán là 340 triệu đây, màu vàng cát. Em này thì là form cũ nhưng được cái màu rất là đẹp và xe chuẩn gia đình luôn. Máy em này vẫn là máy đen nhé. Còn nếu như 700 triệu mà 7 chỗ thì em sẽ quay cho các bác nhà mình một mẫu xe mới về luôn. Một chiếc xe Kia Sorento. Kia Sorento máy dầu bản limited, tức là phiên bản giới hạn đây. Em đang bán với giá là 535 triệu. 535 triệu cho chiếc xe 7 chỗ ngồi, đầy đủ công nghệ đồ chơi, full option rồi. Hai hàng ghế đều có sấy sưởi ghế cho các bác nhà mình. Mùa đông mùa nóng các bác có thể tùy chỉnh nhiệt độ ghế này. Trên tay nắm cửa có phím mở một trạm thông minh. Màn hình giải trí, túi khí an toàn, hỗ trợ trơn trượt và máy eco. Động cơ trang bị 2.0 nhưng là máy eco thì siêu tiết kiệm nhiên liệu luôn. Đầy đủ công nghệ đồ chơi rồi. Ghế lái chỉnh điện, ghế lái nhớ hai vị trí cho em. Kia Sorento em đang chào bán với giá là 535 triệu. 535 triệu chốt trực tiếp trên livestream, bớt luôn 10 triệu đồng. Bao rút hồ sơ cho các bác nhà mình. Thả tim, thả like, chia sẻ nhiệt tình lên cho em nhé. Anh Vũ Khôi đây có này, đây có luôn. Có luôn anh nhé. Mà còn đây với bác nào hỏi em Isuzu máy dầu thì em có này. Isuzu máy dầu hai chiếc này thì giá hợp lý nhá. 7 chỗ ngồi máy dầu Isuzu 130 triệu đời 2003. Isuzu máy dầu Highlander 160 triệu đời 2006 này. Cho những bác nào mà thích dòng xe Isuzu để đi công trình, công trường đều ok nhé. Vừa rồi thì em Lê Hương đã quay và báo giá rất là nhiều dòng xe đang được chào bán bên em Lê Hương ô tô Hải Dương. Đừng quên những lượt tim, những lượt like và những lượt chia sẻ mới cho em các bác nhé. Quan tâm mẫu xe nào thì cứ kết nối trực tiếp qua Zalo cho em 0354602790 để được em Lê Hương tư vấn ạ. Nóng quá các bác ạ, thấy mồ hôi ra. Em đã lên sóng này, báo giá rất là nhiều xe rồi. Giá xe Spark Hematite cũng chỉ có từ 58 triệu thôi. Và những dòng xe Innova như 7 chỗ ngồi, Vios gia đình cũng chỉ có hơn 300. Xe này xe đẹp luôn các bác nhé. Em chào anh Phạm Tiến, chào anh Giai Cảnh Trần này. Anh Cai Cảnh Trần vào muộn quá rồi. Hôm nay thì em cũng rất là hoan hỉ khi mà chốt được 5 chiếc xe. 2 chiếc xe Innova, 2 chiếc xe Kia Morning và 1 chiếc xe BMW Mui Trần các bác nhé. Cảm ơn tất cả khách hàng đã dành chút thời gian quý báu của mình để cùng em Hương xem hết buổi báo giá ngày hôm nay. Rất là buồn khi mà Facebook bóp tương tác để em Hương không thể giao lưu cùng với nhiều khách hàng của mình được. Nên các bác nào mà có muốn để em Hương gửi những cái thông báo khi mà em đăng được những mẫu xe mới về thì các bác nhớ cho em xin những lượt đăng ký kênh mới nhé. Em chào anh Lê Trọng Quán này, chào bác Nguyễn Trang, chào bác Huyền Trang Đường, chào anh Cảnh Trần và chào anh Phạm Tiến nào. Chào bác Khánh Lê, thả tim, thả like và chia sẻ nhiệt tình lên cho em ạ. Ngày mai vào 11:30 ngày mai em sẽ lại có buổi báo giá trực tiếp trên fanpage Lê Hương ô tô Hải Dương của em. Những bác nào tối nay về có xem lại buổi live của em hoặc là các bác nào xem trên kênh YouTube của em thì các bác có thể cho em xin những lượt chia sẻ nhé và đừng quên những lượt đăng ký kênh. Còn số hotline lúc nào em cũng ghi ở dưới màn hình rồi, 0354602790 để tiện cho các bác nhà mình có thể giao lưu cùng với em.
mua bán, trao đổi, ký gửi ô tô cũ đã qua sử dụng thì các bác cứ việc alo cho em ạ. Còn bây giờ thì em xin phép được dừng buổi live ở đây. Những bác nào mà có muốn đến xem xe trực tiếp thì đến với địa chỉ 51 Thanh Xá, Liên Hồng, thành phố Hải Dương nhé. Còn bây giờ thì em xin chào bác Hoa Ban Trắng và bác Châu Sang. Xin chào và hẹn gặp lại ạ.